Trong khi mà ngân hàng nhà nước luôn luôn thì phải ưu tiên cái ổn định tỷ giá, như hai cái phần phân tích của chỗ cả chị Bình lẫn anh Thành và anh Nam cũng có nói. Thế thì theo anh thì cái anh đánh giá thế nào về cái việc tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, và sắp tới thì liệu việc này nó có tiếp tục hay không? Xin mời anh Nam ạ. Đứng ở góc độ về ngân hàng thương mại thì nói dễ hơn là cái góc độ về các nhà gọi là ra chính sách. Tôi xin phép là nói theo góc độ nhìn nhận của một cái người làm kinh doanh trong cái ngành thị trường tài chính, thì có thể nhìn nhận thấy rằng là thứ nhất thì thông tin của anh Thành cũng như chị Bình nêu rất rõ các cái thông tin liên quan đến cái việc mà động thái hút dòng tiền của ngân hàng nhà nước trong thời gian vừa rồi, nhưng mà cũng mọi người quên mất cái động tác là đến hết hạn thì nó lại quay trở ra. Điểm thứ hai là phải nhìn chung ấy, ở góc độ mình nhìn thấy rằng là cái chủ đề hôm nay rất hay là cái chủ đề liên quan là theo dấu dòng tiền ấy, thì mọi người cũng hình dung rằng là cái dòng tiền nó đang đi đâu và nó ở chỗ nào. Thì rõ ràng trong cái thời gian vừa rồi mà sau khi cái khó khăn của cái thanh khoản vào cuối năm 2022 và cái đầu năm 2023, và có thì các ngân hàng đều đã có cái biểu hiện là tăng cái lãi suất tiết kiệm tiền gửi lên, và cùng với cái thị trường chứng khoán thì là cũng đã có xu hướng giảm xuống. Đâm ra là cái việc mà kênh đầu tư chứng khoán có vẻ như là không hấp dẫn so với các cái người có tiền. Điểm thứ hai là cái vấn đề về kinh doanh bất động sản cũng đã, mọi người hay dùng từ bất động sản đóng băng, dẫn đến cái việc là tiền nó cũng không vào cái ngành bất động sản. Và thứ ba là cái vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thì cũng là có những cái biểu hiện là các cái nhà đầu tư họ rút tiền từ các cái công ty mà đã phát hành trái phiếu, đâm ra tiền nó lại để vào ngân hàng, đâm ra cái dòng tiền nó rất là nhiều. Thì các ngân hàng hiện nay thì mọi người đều thấy rằng là đọc báo chí cũng như là các thông tin cụ thể thấy rằng là cái thanh khoản của ngân hàng hoặc là cái nguồn tiền của ngân hàng hiện nay đang là rất là nhiều. Thì cái việc mà ngân hàng nhà nước rút tiền, hút tiền về cũng là một cái thông động thái mà tôi nghĩ là cũng hợp lý để mà gọi là giảm cái dư thừa thanh khoản ở trên thị trường. Thế thì cái này nó cũng là một cái động thái mà theo cái góc độ của để mà tạo được cái mức mặt bằng bình quân thanh khoản, chứ cũng không hẳn là một cái động thái gì nhiều trong cái vấn đề liên quan đến các cái tác động để mà ảnh hưởng đến các cái chỉ số khác. Thì theo cá nhân tôi thì đánh giá rằng là với cái động thái như thế thì nó không, gần đây thì không có ảnh hưởng nhiều gì đến cái gọi là thị trường chứng khoán cả. Thế tuy nhiên thì cái tâm lý của các cái nhà đầu tư, hoặc đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân ấy, hiện nay thì theo như thông báo thì cũng rất là nhiều, thì cũng có nhiều đầu tư cá nhân họ cũng không phải là quá chuyên nghiệp để mà có một cái cảm nhận bình tĩnh khi mà cái thị trường thay đổi đấy, thì cũng có một số cái tâm lý nó ảnh hưởng thì cảm nhận vậy thôi, nhưng còn nhìn đấy thì là rõ ràng là có thể thấy rằng là cá nhân tôi thì thấy rằng nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái hoạt động của thanh khoản của cái thị trường chứng khoán. Thì qua như là các quý vị thấy rằng là hai ngày hôm nay thì cái thị trường nó ấm trở lại, thấy xanh mọi người, thì tự nhiên cái thanh khoản nó lên là mầm à. Đến lúc mà thị trường mà nó khởi thì thanh khoản nó xuống thôi, thì đây do cái vấn đề về cái bản chất là cái sự hấp dẫn của các cái công ty, các cái kết quả kinh doanh, các cái phần của công ty thôi. Chứ còn hôm qua thì tăng lên, trong hôm nay tiếp tục một cái đà tăng nữa về mặt thanh khoản, thì đấy là cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ tiếp. Thì xin phép là có lẽ là cũng chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến các chính sách mà nó ở đây thì cái việc thanh khoản của cái thị trường chứng khoán hoàn toàn là do cái vấn đề cái sức hấp dẫn của cái thị trường chứng khoán, cũng như là cái kết quả kinh doanh, cũng như là các cái định hướng và nhìn thấy cái nền kinh tế có vẻ như là biểu hiện tốt hơn trong cái thời gian tới cũng như trong năm 2024.